xung đột Israel và Palestine, tức là hay là Israel đó, tùy theo chúng ta đọc, và cũng có người là Palestine hoặc là Palestine đều được hết, thưa quý vị. Thì người ta nói là cái số tử vong đã tăng lên cả hai bên, bây giờ nó lại trở lại cái cuộc chiến. Cái vùng này thì chúng ta cũng nhớ lâu lâu nó cứ xảy ra. Cái năm 2014 đó, quý vị nhớ không, cũng đã có một lần đụng độ nhau dữ lắm, thì bây giờ nó đang muốn trở lại. Mà người ta nhìn đó, thì thực ra nó là cái nguyên nhân gián tiếp đó. Những nhà phân tích quân sự cho biết là chính vì họ thấy Tổng thống Trump đã rút đi, mà ông Biden mặc dù cũng lên án, ông lên án bên Palestine, nhưng ông lại một mặt lên án, nhưng mà rõ ràng là ông lại giúp tiền cho Iran và giúp cho Palestine. Iran thì kể như là nước đàn anh rồi, tức là đàn anh, là ông bảo trợ tất cả những nhóm khủng bố, trong đó có nhóm Hamas là cái nhóm mà cực đoan nhất, rồi nhóm Fatah, rồi PLO, và từ ngàn xưa rồi. Cái cuộc chiến này quý vị nhớ là nó liên tục, cứ lâu lâu nó dịu êm được một thời gian rồi nó lại căng thẳng, và luôn luôn là cái lực lượng Israel thì vừa giàu có vừa văn minh, và đất đai cái gì cũng vững vàng hơn, cho nên Palestine thì nó kể như là một cái nhóm nó cứ phải lưu lạc đi khắp chỗ này chỗ kia, vì nó không được một cái phần đất chính thức của Liên Hợp Quốc. Chính vì thế cái số của những người này họ lang thang. Mà khi mà họ cứ quyết tâm, họ dùng con đường khủng bố, là vì chúng tôi vẫn nói hoài là khi cái lực lượng yếu thì không cách nào, nó chỉ có cách đó thôi. Bởi vì nếu mà đánh trực diện, đánh dùng quân sự, dùng vũ khí, làm sao mà nó chịu nổi. Bao nhiêu nước hợp lại mà đánh cái trận chiến 567 nó mà còn thua cho Thái. Lúc đó có cả Iran nữa, nhiều lắm. Một lô Syria, một lô những nước họ hợp nhau lúc đó là đòi muốn dứt điểm cho Thái. Nhưng mà cho Thái họ rất thông minh, và là những con người có lòng ái quốc thật là nhiệt tình, mà chúng tôi đã nói quý vị nhìn ngoài, họ có một cái tinh thần rất cao. Quốc gia của họ, họ biết coi trọng và coi và biết đặt hàng đầu thật, chứ không phải là cái lý thuyết. Chứ nhiều người thì cứ nói thì hay lắm, chúng tôi yêu nước, chúng tôi đủ thứ, nhưng đến lúc cái hành động nó mới lòi ra. Cho nên đôi khi mình phải nhìn, người ta nói hoài đừng nhìn những cái gì nó nói mà nhìn cái nó làm. Câu người siêu ông Thiệu nói cho Việt Cộng, nó có là câu nó xưa rồi, bây giờ nó dùng áp dụng cho mọi người, mọi chính trị gia, kể cả Hoa Kỳ luôn. Các ông bà dân biểu nói, ông nào lên cũng cầm lá cờ Việt Nam nói hay lắm, nhưng mà đến lúc xong chuyện là quay đi mị dân. Chúng ta học bao nhiêu bài học, chúng ta phải rút kinh nghiệm, vì đã bốn mấy năm rồi, chúng ta không phải là mới qua nữa đó. Chúng ta phải nhìn ra cái điều đó, tức là nhìn cái hành động người ta làm behind the scene nó đúng hơn, chứ còn đừng có nghe họ khoác lác, khoa trương, khoa môi múa mỏ. Ông bà mới đã dạy như vậy. Thì vấn đề thế này, họ dám hy sinh. Bây giờ những người đó dù ở Hoa Kỳ rồi, nhập tịch lâu rồi, thành công bên này rồi, nhưng nếu cần họ sẵn sàng bỏ hết tài sản và trở về chiến đấu. Có những người đã làm như vậy đó, họ mặc dù đã vững bên này bao nhiêu rồi, nhưng mà nếu cần, đất nước cần, hoặc là khi cảm thấy cần một vài chuyên viên nào đó, họ có những cái expertise, những cái tài đặc biệt người khác không có, họ sẵn sàng họ bỏ cái công việc đang làm ở Hoa Kỳ này, họ về, hoặc là đang bên Canada có một số chạy về, thí dụ vậy. Họ có cái tinh thần thật sự, họ cống hiến cho đất nước họ, và họ sẵn sàng chết, dám chết, chứ không phải là chỉ nói miệng. Cho nên là chúng ta thấy rất khó. Nhưng Palestine họ cũng có cái ức của họ, cho nên họ cứ cương quyết cuộc chiến, dù là cái phe của họ rất yếu hơn. Thường thường họ chết 10 á, thì chúng ta cứ làm một cái tỷ lệ. Chúng tôi theo dõi những cuộc chiến cả mấy chục năm rồi, thì luôn luôn là bên Israel một chết 1 á, thì bên này nó phải chết 10, chết 15. Nhưng mà nó vẫn sẵn sàng nó lao đầu vào, nó coi đó là thánh chiến. Chúng ta nhớ là cái gì mà nó dính tới thánh chiến là nguy lắm, bởi vì người ta đặt cái niềm tin trong đó. Dù là niềm tin nó bị những cái nhóm ma đầu nó twisted, tức là nó làm vặn vẹo đi, không còn đúng nữa. Không còn đúng cái Hồi giáo chính thống, nó cũng là một cái đạo đàng hoàng hiền lành, không có đạo nào mà dạy đi giết người hết. Nhưng nó bị cái nhóm cực đoan, cái nhóm giáo chủ cực đoan á, nó giải thích, nó bẻ cái này bẻ cái kia. Cái giáo lý thì nó trở thành là bây giờ những kẻ phản đạo, mình phải gặp nó là mình phải khai trừ, mình phải tiêu diệt, là cái đó là tầm bậy. Không có cái đạo nào mà căn bản đạo luôn luôn dạy người ta hiền lành, thương yêu nhau. Nhưng bây giờ nó đã lầm sâu và cái nhóm đó bây giờ nó dominate trong cái Hồi giáo. Tức là nó ép cái nhóm hiền hòa đó, cái phe hiền hòa mà không nghe là chính nó dùng áp lực, nhiều khi nó tiêu diệt, nó giết đó. Nó khổ nó như vậy đó, cho nên bây giờ tất cả đều phải đi theo hướng đó. Chứ còn người ta nói cái kinh Koran nguyên thủy ấy, là cái kinh Hồi giáo, nó không có điều nào dạy người ta như vậy hết. Nhưng mà bây giờ nó lỡ rồi quý vị. Bây giờ ngay trong đó nó cũng chém giết nhau nữa. Quý vị đã biết là hai phe Sunni, Shia từ ngàn xưa nó giết nhau.
thằng Iran là đi theo CIA đó, thằng Sunni là thằng thí dụ như là Saudi Arabia là Sunni. Nó trong cái khối Hồi giáo nó cũng đã như vậy rồi. Cái nước thì theo bên này, nước theo bên kia, cho nên nó sẵn sàng lăn xả vào nhau và giết nhau. Nội cái đó không đó thù rồi, chưa kể là những cái thù khác đó, thù nào là thù chung với Hoa Kỳ, nào là thù bên Âu Châu, nó có những lung tung. Như PLO thì lúc nào cũng thù Israel đó, một mối thù gọi là không đội trời chung, mối thù mà máu không bao giờ ngưng ấy. Họ đã tuyên bố mà đời con cháu tiếp tục hoàn, không bao giờ ngưng cái mối thù đó. Chính vì thế mà nó sẽ rất khó. Thì bây giờ nó lại đến cái thời căng thẳng, thì người ta mới nói này, tại sao Biden kể như là gián tiếp đẩy cuộc chiến này, theo các nhà phân tích quân sự thâm sâu, những người mà thực sự có chiều sâu, chứ không phải là cái nói chỉ loáng thoáng qua đi thôi. Có nhiều người cũng biết cái điều đó nhưng chưa đủ, chưa đủ deep, chưa đủ sâu, chưa nghiên cứu đủ, nhưng họ nói ào ào, có những cái khoa trương nữa. Thành ra quý vị phải nghe tùy cái bản tin chúng tôi nói, cái nguồn nữa. Thì thế này, khi ông lên ông cũng có kết án. Thí dụ bây giờ bên bên phía PLO bắn pháo kích qua thì ông cũng lên án cho, nhưng mà coi như là cho có thôi. Ông không có tỏ ra một cái quyết liệt là ông hoàn toàn đứng phía sau Israel như thời Tổng thống Trump. Cho nên cái đám đó nó biết là ông này hứa vậy thôi, nhưng lúc cần có thể ông rụt vòi, chưa chắc ông đã bênh vực. Mặc dù nói trên phía ngoài thì như vậy, chính vì thế nó mới dám tấn công. Đó. Tại sao bao nhiêu năm vừa rồi Tổng thống Trump ngồi nó không dám bắn? Tại sao Iran nó không ngồi yên? Mặc dù ức lắm chứ, ông Trump giết cả ông tướng của nó cơ mà, nhưng mà nó chưa làm được, vì nó biết là nếu mà đụng á là Hoa Kỳ đem quân đánh nữa, dội xuống đầu nữa, mà nó chịu không nổi cái áp lực, chúng ta cũng hiểu rồi. Hoa Kỳ thì vẫn là cái về cái hỏa lực, nó vẫn là bây giờ coi như là không có nước nào, nếu mà nói hoàn toàn về cuộc chiến, tuy nhiên không nói như vậy không nghĩa là mình đem cái quân mình đi, mình chỗ nào mình cũng đánh, nó tùy cái lúc nào nó cần. Hoa Kỳ cũng phải nghiên cứu. Thì ý nói vậy cho nên nó ngại mà nguyên cái khối nó phải ngồi yên. Ngay cả Bắc Hàn cũng vậy, thấy không? Kim Jong Un cũng rất là dữ, nhưng tại sao đối với ông Trump tương đối nó có lời ưu ái, chứ còn các lãnh đạo khác quý vị nó đâu coi ai ra gì đâu. Nó từng tuyên bố trước đây những cái rất là sốc óc, nhưng tại sao lúc gặp Tổng thống Trump nó rõ ràng cái thái độ hiền hòa, là cái bản lĩnh, là cái cách ông điêu. Cách ông điêu thế nào mà để cho bên kia biết là bây giờ không có thể mà hai hàng được, hoặc là không có thể dẫn mặt được, lúc cần là Hoa Kỳ đem hỏa lực nó đánh thật á. Ông Trump đánh thật chứ không có nói không. Điển hình đó, ông ta bắn cái vụ Syria, mà đôi khi một cái vụ bắn đó thôi quý vị dằn mặt những người khác. Đó là những nhà chiến lược. Đôi khi chúng ta không cần phải đánh cái kẻ thù thật, chúng ta tôi đánh một cái thằng kế bên nhưng thằng kia nó sợ. Đó là cái chiến thuật mà khi ông Tập Cận Bình qua thăm ông Trump và Ram Mar-a-Lago mời ăn đó quý vị nhớ, trong khi ông đang chờ thì bất ngờ hôm qua ông ra lệnh bắn đó 52 quả rocket dằn mặt bên Syria. Thì ông Tập lúc đó là biết là tay này không giỡn đâu, mà ông cười cười mà ông là bộ mà qua đây chúc nha, thế về ai ngờ ông bắn. Lúc đó báo chí đầy lên mới biết, thì ông Tập cũng hơi tái mặt, nhưng mà biết là lúc cần ông này ông làm thiệt, chứ ông không phải là nói là ông dân business, ông tay mơ ông lên ngồi tổng thống rồi ông hù rồi, không có, ông đánh thật. Thì như thế mà từ đó một cái đánh thôi là những cái nước khác nó cũng sợ là lúc cần ông Trump ông chơi thiệt. Chính vì thế Biden cũng có lên án, cũng có là đứng sau Israel, nhưng mà cái lời có vẻ yếu lắm, cho nên tụi kia nó bắt mạch được, nó sense được là lúc cần chưa chắc Hoa Kỳ đã trả đũa, cho nên nhân dịp này mình quánh, nhân dịp này mình tấn công trả thù được cái hai chú đó, mình sẵn sàng hiến thân mà. Cái đám Palestine là sẵn sàng, họ coi mạng sống không ra gì cả, hiến tế rồi, hiến tế cho Allah, hiến tế cho Thượng Đế, lên thiên đàng. Nó quên cái đời sống này đi, những người đó là họ dedicate rồi, chẳng những vậy lại được tiền phía sau, chúng ta hiểu đó. Mỗi người cảm tử quân luôn luôn được Iran là cái nước bảo trợ trả tiền cho gia đình, at least là cái mạng sống mình không nói, nhưng ít at least gia đình nghèo không à, thì ít ra được vài chục ngàn, 5-70 ngàn cũng là được rồi. Còn đương nhiên đối bên Hoa Kỳ thì mình chỉ nghĩ cái điên sao mấy chục ngàn mà để cái mạng sống, nhưng mà đối với nước họ cực chừng đã họ ở cái dưới đáy rồi, họ nghèo lắm. Những nước như vậy rất nghèo mà lại cứ chiến tranh liên miên chạy vào chỗ kia, không có người nào có được một cái an cư lạc nghiệp. Ở bên đó đừng có nói chuyện an cư lạc nghiệp, chạy lung tung, nay thế này thì mai thế kia, nay đào hầm chỗ này mai nó đến nó phá cái khu định cư lại chạy chỗ khác. Do Thái thì họ cứ đem những cái xe ủi đất, quý vị nhớ không? Họ không muốn cho cái nhóm này định cư ở những cái vùng gần Do Thái, bởi vì bất ngờ nó có thể nó tấn công. Tại vì nhóm PMO này cũng dữ lắm, mặc dù nó yếu hơn, nó ít hơn, nhưng mà nó sẵn sàng, nó dám chơi. Đó là cái bài toán mà người ta nói là cái Trung Đông này không bao giờ giải quyết được ấy.
từ cái thời chúng tôi nhớ từ cái thời còn tổng thống Jimmy Carter rồi Clinton rồi ông Bush con Bush cha bao nhiêu Reagan bao nhiêu cái thỏa ước, nhưng thỏa ước nào cũng mong manh hết, mong manh tơ liễu hết. Được vài ngày vài tháng lại bể ra, hai bên lại lao vào chém giết và cái hòa ước nó coi như dục thùng rác. Chính vì thế kỳ tổng thống Trump lên làm sao mà dàn xếp được một cái chuyện dám đổi cái Jerusalem đó, cái thủ đô đó, đó là cái chuyện mà đối với bao nhiêu tổng thống trước đều muốn đấy chứ mà không dám làm. Tổng thống Trump đã sắp xếp được qua cậu con rể nữa, người Do Thái rất là dễ, dễ thuyết phục được nhóm đó như thế nào đó mà để đã yên rồi. Nhưng chỉ tiếc là cái nghị trình chúng ta bị đứt đoạn ở cái nhiệm kỳ 2. Cho nên bây giờ nó đang xảy ra và những cái chuyện này từ nay chỉ đi, cái Trung Đông sẽ dậy sóng rồi quý vị sẽ thấy. Và chỉ tội cho dân lành sẽ cứ chết lai rai hoài mà không ai quan tâm ấy. Bởi vì thế giới có quá nhiều chuyện, người ta cũng không thể nào người ta chỉ chú tâm vào cái Trung Đông, người ta còn bao nhiêu chuyện khác. Ấn Độ chết hàng ngày đây, nằm đầy đường đây. Rồi Việt Nam thì cũng đang gia tăng lên đây. Đó nhiều vấn đề lắm thưa quý vị. Thì chúng tôi trở lại là họ nói thế này, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào giải Gaza ngày thứ tư, trong khi các chiến binh Palestine phóng hàng loạt rocket vào Tel Aviv và thành phố Beersheba của miền Nam Israel trong một vụ đụng độ khốc liệt nhất khu vực này tính từ nhiều năm qua. Ít nhất là 43 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi bạo lực leo thang hôm thứ Hai. Đây là Bộ trưởng Y tế của Gaza cho biết. Tại Israel thì các quan chức nói là 6 người thiệt mạng. Tại Gaza thì Israel đã đưa ra lời cảnh báo trước cho cư dân để rời đi. Sau đó họ tiến hành những cuộc không kích làm sập một tòa chung cư cao tầng. Một nhà khác cũng bị hư hại nặng nề. Nhưng chúng ta biết là Israel cũng họ cũng tôn trọng cái luật chiến tranh là không có đánh vào những cái đồn bót. Còn những cái nhóm mà những cái đất nước mà nó bất lương đó. Ví dụ Iran đi hay là mấy nước Hồi giáo cực đoan đi hay là bây giờ những nước như Bắc Hàn đi, lúc cần là nó chơi đại, không cần biết khu dân cư gì cả. Chứ thực ra cái luật công ước quốc tế là mình nếu mà đánh chỉ đánh những công thự của quân đội chứ không đánh vào dân lành, nhưng mà những cái nước này nó không quan tâm đâu. Israel cho biết là máy bay chiến đấu của họ đã nhằm mục tiêu và tiêu diệt một số thủ lĩnh tình báo nhóm Hamas trước đó. Và chúng ta đừng quên là Do Thái nổi tiếng về tình báo, Hoa Kỳ lúc đó phải nhờ trong những cái vụ mà tình báo mật cao cấp phải nhờ vì họ có những nguồn tin đặc biệt, họ điều tra rất hay và họ cũng rất giỏi về cái IT đó, về bây giờ đó cái kỹ thuật internet bây giờ đó, cho nên họ truy lùng được những tay này nằm đâu quý vị thấy không? Cho nên lúc cần là bắn không chật thì đâu được, bây giờ nó phải như cái thời năm 80. Bây giờ là nhắm tay nào là chết tay đó, là vì nó nắm theo cái GPS, nó nhắm cái ống nhòm là khi không nhắm thôi đã vô cái khuôn đó rồi là chết. Thành ra quý vị thấy không, bắn cái ông tướng rất là dễ dàng đó, đi trong cái xe 400 người bắn liền. Cho nên bây giờ đó cái Hamas này kỳ này cũng nhiều thủ lãnh cũng bị giết đó quý vị, trong vụ này thì Israel nó sẽ lợi dụng cái vụ này, mình cũng hiểu những tay này là nằm trong sổ đen hết á, nhưng chưa có dịp. Bây giờ mày bắn bích cái pháo qua đây hả, đây là cái dịp tốt để mà tao dứt điểm mày luôn. Tất nhiên là Israel không có dại gì, họ đã bao nhiêu kinh nghiệm rồi. Các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân đội nói rằng đó là địa điểm phóng tên lửa và văn phòng Hamas cũng như các tư gia, các thủ lãnh, thấy không? Tức là những cái ông Chabu đó ở chỗ nào nó biết hết, nó chấm hết. Mà dù họ có mua ra hoài nhưng cũng không thoát được. Có lúc quý vị phải ở lại yên chứ chả lẽ quý vị trong đêm đi hoài. Thế là lúc đó là lúc nó sẽ bắn xuống. Cho nên là hệ thống của bây giờ nó quá tân tiến quý vị. Cho nên cuộc chiến nào cũng khủng khiếp lắm. Cho nên người ta rất sợ cái viễn ảnh Thế chiến 3. Trên Hoa Kỳ đã chuẩn bị hết rồi, từ súng đạn, thực phẩm, vũ khí, kể cả quân nhân. Có những quân nhân, quân đội, có lực lượng quân bí mật lúc cần mới tung ra. Họ nói trong trường hợp Thế chiến 3 họ mới tung ra. Một cái đại cường quốc như Hoa Kỳ là không thể nào họ tính chuyện mà họ có plan A, plan B, plan C. Nếu bất ngờ nó bùng ra một cái cuộc chiến mà lớn á, thì bất cứ họ mới dùng. Nên xăng dầu cũng là cái chuyện phụ thôi, vì họ dư nhưng họ chưa dùng thôi. Về mặt chiến tranh họ rất khôn, phải từ từ, khi cần lắm mới đem cái của mình ra xài. Bây giờ xài lung tung ngoài đã, gần đây nó phá cái này. Chứ thực ra trước Hoa Kỳ rất là dư, vì cái Keystone quý vị nhớ không, đóng cái đời đó đầu tiên là một cái phát súng định mệnh mà làm cho cái xăng dầu bây giờ đi đến từ từ thế này. Đó cũng là ông Biden thôi. Có thể là cái đó chúng tôi nói hoài là trước khi lên cũng đã bị hứa với các công ty đó là phải ký những cái này. Đối công ty tôi là anh phải có 5 cái sắc lệnh như vậy đây. Cho nên bây giờ ông Biden chạy đi đâu được.
Cuộc tấn công nặng nề nhất giữa Israel và Hamas kể từ cuộc chiến tranh hồi 2014, vùng đất này do Hamas cai trị đã làm tăng những lo ngại quốc tế rằng tình hình ở đây có thể đi quá tầm kiểm soát. Một người đàn ông ở Gaza đã nói là Israel đã phát điên rồi khi mọi người chạy ra nhà giữa những tiếng nổ vang rền. Nhà cửa cư dân này đã bị rung chuyển và ánh chớp in lên bầu trời cho cuộc tấn công Israel. Các rocket được phóng đi từ Gaza và tên lửa của Israel. Những người Israel cũng đã trải qua một đêm không ngủ với tiếng còi báo động liên tục lúc 3 giờ sáng tại Tel Aviv, báo trước một đợt tấn công rocket vào ngay trung tâm Israel. Bộ Y tế cho biết là 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ngày 12 tháng 5. Người dân Israel cũng chạy vào các hầm trú ẩn hoặc nằm bẹp lên vệ đường. Các cộng đồng cách Gaza hơn 70 km dọc theo bờ biển tới tận miền nam Israel, giữa những tiếng nổ vang rền và những tên lửa chống phi đạn để lại những vệt sáng trên nền trời. Một người Israel đã thiệt mạng hôm thứ Tư vì trúng đạn chống tăng trong khi đi từ Gaza nhằm vào chiếc xe gần biên giới. Dịch vụ cứu thương của Israel cho biết hai người khác cũng bị thiệt hại vì đạn rocket đã rơi trúng xe của họ gần Tel Aviv. Vì thế những chiếc xe đang đi trên đường đó là cái không may thôi, chứ không thể nào họ tránh được. Cánh vũ trang Hamas cho biết là họ đã bắn tới 210 quả rocket về hướng Tel Aviv trong đêm để đáp trả những cuộc không kích vào các tòa cao ốc thành phố Gaza. Đặc sứ Liên Hợp Quốc đặc trách hòa bình Trung Đông Thor Westerland cũng nói là Liên Hợp Quốc cũng đang cố gắng làm việc với tất cả hai bên để có thể xoa dịu tình hình. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết đêm trước họ đã gọi điện cho lãnh đạo Palestine để yêu cầu họ tự chế. Nhưng mà khi mà hai phe nó quyết chiến như vậy đó thì cũng khó lắm quý vị, chỉ tội cho người dân thôi. Chứ còn bây giờ hai phe nó như vậy thì cái việc của Liên Hợp Quốc là phải hòa giải, cố gắng thôi. Còn được hay không là cái chuyện tính sau. Nhiều khi cái cuộc chiến nó phải đi đến một cao điểm, cái climax, từ từ nó mới lắng xuống. Cuộc chiến nào cũng vậy. Cho nên cái này mới là bắt đầu thôi. Thế nên nó sẽ còn nhiều cái hung hãn, từ từ. Nó y như là cái Myanmar bị như thế nào đây, cuộc biểu tình cũng đang lên cao điểm, quý vị thấy không? Nó chưa đến cái điểm cao và từ từ hy vọng nó mới đi xuống.